phụ huynh nữa thì người ta kéo mấy cái chậu đó ra, người ta ở dưới đây người ta hứng, còn một số đó chạy theo tôi thì lên chợ thì chụp được. Ok, có gì chụp tay không? Chụp tay là kéo lên, tôi vừa mới kéo cháu lên thì để đám sau đi lên nữa thì bắt đầu kịch cụ. Tôi dẫn cháu xuống á thì tôi nói nè con, cái gì á con có thể là nói với chú hoặc là cha mẹ ông bà để cho những người lớn người ta sẽ khuyên răn cháu, giải thích cho cháu biết. Dạ. Con là như vậy là không nên nghe không? Nó dạ, nó dạ đàng hoàng bình thường.